Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạch Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mạch Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mạch Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Mạch Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hanh thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mệnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 6 tháng 5 năm 2024, thứ hai dương lịch, âm lịch là ngày 28 tháng 3 năm 2024, là ngày Canh Ngọ, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, tiết khí lập hạ, hôm nay là ngày Thiên Hình Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Tuất và tuổi Dần, lục hợp với tuổi Mùi, hình với tuổi Ngọ, hại với tuổi Sửu và xung với tuổi Tý. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân và Giáp Dần. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Canh Tuất và tuổi Bính Tuất. Về ngũ hành niên mệnh lộ bàng thổ, hôm nay là ngày Canh Ngọ, tức chi khắc can, đây là ngày hung. Nạp âm lộ bàng thổ kỵ tuổi Giáp Tý và tuổi Bính Tý. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Bính Ngọ, tuổi Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và tất thành hòa cục. Xung Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Nguyệt Đức, Quan Nhật, Cát Kỳ, Thánh Tâm, Thanh Long và sao Minh Phệ. Sao xấu gồm có sao Đại Thời, Đại Bại và sao Hàm Chỉ. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày mùng 6 tháng 5, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, sửa kho, đào đất, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như san đường. Về hướng xuất hành, đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và đi theo hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 6 tháng 5 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy ngày mới của người tuổi Tý có tương xung tọa mạng, đem lại vận trình tài lộc kém suôn sẻ. Nguồn tài chính thì chưa có nhiều chuyển biến và sẽ cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Sự sốt ruột lúc này sẽ không cải thiện được tình hình mà chỉ càng khiến cho bạn trở nên mệt mỏi và nặng gánh hơn. Vì vậy trong ngày đầu tuần như vậy thì tuổi Tý không nên tiến hành bất cứ kế hoạch nào lớn lao, kẻo lại khiến cho tiền bạc đến rồi lại đi. Không những thế, trong ngày đầu tuần
người tuổi Tý có thể sẽ phải chính tai mình nghe một số lời không hay từ đồng nghiệp về mình. Bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh, nếu cảm thấy không cần thiết thì hãy giữ khoảng cách với người đó, bởi bạn không cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh, mà hãy cứ là chính mình là được. Trong ngày ngũ hành tương xung, ngày này còn gây ra những chuyển biến lớn trong chuyện tình cảm của tuổi Tý. Mệnh chủ có thể thất vọng về một ai đó. Tuy nhiên, trong cuộc sống thì ai cũng sẽ có những lúc mắc phải sai lầm, nhưng quan trọng là thừa nhận chúng và bước qua những sai lầm đó để làm mới bản thân, để thay đổi mình một cách tích cực hơn. Bên cạnh đó, nếu như còn yêu thương nhau thì hãy biết bao dung và cho người ấy thêm những cơ hội mới. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh kim, bạn không cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, hãy luôn là chính mình. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy, kế hoạch đang tiến triển suôn sẻ thì bỗng chốc gặp trục trặc, khiến cho hiệu quả công việc bị ảnh hưởng. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, bạn đừng lao đầu vào những kế hoạch thiếu suy nghĩ, mà hãy hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, vận trình sự nghiệp không được tốt do thiếu sự tập trung cho công việc, từ đó rất dễ mắc phải những sai sót không đáng có. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, chuyện tình cảm đang bị rạn nứt, cái tôi cá nhân của cả hai đang quá cao, không ai chịu nhún nhường nên khó hòa hợp với nhau. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Thìn và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 6 và số 8. Và màu sắc cát tường là màu xám và màu xanh. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 5 cho thấy hôm nay không phải là một ngày thuận lợi với người tuổi Sửu ở phương diện sự nghiệp, khi mà trong ngày đang có tương hại lâm vận. Tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ nhưng có phần lại thiếu đi sự bứt phá và đôi khi bỏ lỡ những cơ hội để khẳng định bản thân mình, ghi dấu ấn trong công việc. Chính vì vậy mà tuổi Sửu cũng cần phải kiềm chế sự cố chấp và bảo thủ, cần biết học hỏi từ mọi người xung quanh để hoàn thành bản thân, để từ đó giành được những vị trí cao hơn với mức lương, mức thưởng tốt hơn. Ngoài ra, trên phương diện tài lộc thì cũng có lời nhắc nhở người tuổi Sửu, ngày này bạn nên thận trọng với những lời đề nghị kiếm tiền quá bất thường hoặc đi kèm với lợi nhuận quá lớn, kẻo khiến cho bạn lại quên kiểm tra, xác thực lại thông tin đã vội vàng quyết định, từ đó có thể dẫn đến những kết quả không đạt được và thậm chí còn gây mất mát về tiền bạc. Bên cạnh đó, trong ngày thổ khí đang vượng cũng nhắc nhở người tuổi Sửu, bạn cần chú ý nhiều hơn tới các bệnh liên quan tới xương khớp hoặc đường hô hấp. Thời tiết thay đổi thất thường cũng là một trong những yếu tố khiến cho sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều. Tiếp đó là môi trường làm việc cộng thêm với tâm trạng của bạn trong ngày cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạn hãy giữ gìn sức khỏe và tạo cho mình thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để tăng cường sức đề kháng, giữ sức khỏe bền lâu. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim, thiếu sự hòa đồng thì rất dễ bị cô lập tại tập thể, từ đó sẽ khiến cho tâm trạng của bạn không được tốt. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, đã đến lúc những người độc thân cần mở lòng mình để tương tác, để tìm kiếm hạnh phúc mới. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, ngày này sức khỏe không được tốt, bạn cần cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh làm việc quá lao lực. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, hãy sử dụng điểm mạnh của mình làm lợi thế và hãy cam kết thực hiện những gì mà bạn đã lên kế hoạch. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, tài lộc không được tốt, bạn nên thận trọng trong mọi chuyện, nhất là những chuyện liên quan tới tiền bạc. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá
và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Mão và người tuổi Sửu. Con số may mắn là số 0 và số 6 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xanh da trời. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 4 cho thấy, đón chào ngày đầu tuần, người tuổi Dần được tam hợp che chở, giúp cho mệnh chủ có được cục diện rất thuận lợi. Bạn tuy bận rộn nhưng cũng có được đất để dụng võ để phát huy được năng lực và ưu điểm của mình, giúp tăng thiện cảm đối với cấp trên và có tác dụng rất tốt trong việc thúc đẩy sự nghiệp của mình. Thêm vào đó nữa, cách ứng xử vô cùng mềm mỏng và được lòng rất nhiều người, nên người tuổi Dần làm việc gì cũng đều tiến hành khá thuận lợi. Ngoài ra, trong ngày đầu tuần có thiên tài xuất hiện còn giúp cho đường tài lộc của tuổi Dần khởi phát hanh thông. Bạn có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả tài lộc cho riêng mình. Nếu là người làm văn phòng, ngày hôm nay cũng được giới thiệu thêm cho những công việc mới làm thêm ngoài giờ, giúp gia tăng thu nhập. Thậm chí có những người còn may mắn ở những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bạn cũng không nên trông chờ quá nhiều vào vận may, mà hãy kiếm tiền bằng sức lao động của mình, như thế cuộc sống mới được bền lâu. Luật giải tử vi cho thấy, ngày ngũ hành xung khắc, chuyện tình cảm của người tuổi Dần cũng không được suôn sẻ cho lắm. Hạnh phúc gia đình thì bỗng nhiên trở nên trông chênh khi mà những cơn say nắng khiến cho con tim của bạn đập lệch nhịp. Bạn hãy ngay lập tức bình ổn lại cảm xúc và hãy trân trọng những gì mà mình đang có. Đừng để đến khi mất đi rồi hối hận thì đã quá muộn màng. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy, đừng ngại thử sức với những cơ hội có tính thử thách mới. Chắc chắn những thành quả bạn nhận lại sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, hãy tôn trọng giá trị cá nhân và hãy tập trung vào những người hiểu bạn, yêu quý và trân trọng bạn. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, công việc đang có những khởi đầu tốt đẹp nhờ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của nhiều người. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, nên dành thêm thời gian để đi thăm khám bác sĩ định kỳ. Nếu thấy dấu hiệu bất thường trên cơ thể, tuyệt đối không được phép chủ quan. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, tài lộc đang được cải thiện rõ rệt. Người làm kinh doanh gặp nhiều điều thuận lợi, thu nhập cũng đang dần tăng lên trông thấy. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Tuất và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 0 và số 6 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu xanh. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Luận giải tử vi phương Đông cho thấy, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão trong ngày đầu tuần gặp nhiều trở ngại vì đang có tương phá lầm vận. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện xung quanh gây trở ngại cho công việc của tuổi Mão, đặc biệt là trở ngại từ chính những người bạn vốn tin tưởng bấy lâu nay. Nếu như có thể, bạn hãy cố gắng lựa chọn những người thực sự thân thiết để chia sẻ thay vì việc đặt niềm tin vào tất cả mọi người xung quanh. Ngoài ra, trong mọi kế hoạch, bạn hãy xác định rõ thứ mà mình thực sự mong muốn. Càng chi tiết thì càng tốt và không quên lường trước những khó khăn để có được những cách xử lý nhanh hơn. Nếu như bạn chỉ đang trông chờ vào một nguồn thu nào đó cố định thì chắc chắn sẽ không thể gia tăng tiền tiết kiệm hoặc không có thêm nguồn thu mới.
Hôm nay trong ngày Mộc Thổ xung khắc thì báo hiệu chuyện tình cảm giữa người tuổi Mão và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên thì có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất với nhau. Tuy nhiên, sau mỗi lần mâu thuẫn như vậy thì đôi bên sẽ càng hiểu thêm về nhau nhiều hơn. Vì thế bạn không nên cảm thấy quá lo lắng hay quá bi quan. Về tử vi tuổi Ất Mão Mệnh Thủy, có nhiều đối tượng nhăm nhe hạ bệ bạn khiến cho công việc có thể tiến triển không thuận lợi. Về tử vi tuổi Đinh Mão Mệnh Hỏa, tài lộc có nguy cơ bị hao hụt, bạn cần phải tỉnh táo, sáng suốt trong việc phán đoán tình hình. Về tử vi tuổi Kỷ Mão Mệnh Thổ, đừng trông đợi sự hỗ trợ, sự giúp đỡ từ ai đó, nếu như không bạn lại thất vọng. Về tử vi tuổi Tân Mão Mệnh Mộc, chuyện tình cảm đang khá ảm đạm, các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược nhau. Về tử vi tuổi Quý Mão Mệnh Kim, hãy xác định rõ thứ mình muốn và đừng quên lường trước cả những khó khăn để có cách xử lý nhanh hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Dần và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 6 và số 9 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu xám. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy thiên tài đứng bóng mang đến nhiều tin vui về tài lộc cho tuổi Thìn. Hôm nay cũng là một ngày thích hợp để bạn đầu tư, để bạn làm ăn. Khả năng nhìn nhận và khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác đã giúp cho người tuổi Thìn nhanh chóng tìm được những mối đầu tư hoặc các đối tác hứa hẹn. Với những người làm công ăn lương, bạn cũng nên chú ý nhiều hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao để tạo đà cho sự phát triển trong tương lai. Hôm nay, phương diện sự nghiệp thì cho thấy tuổi Thìn cũng gặp được nhiều điều may mắn. Bạn có được những thay đổi đáng kể trong tư tưởng, trong cách làm việc. Vì vậy mà cơ hội cũng đến với người tuổi Thìn nhiều hơn. Ngày đầu tuần, bạn hoàn toàn có thể chấp lấy những cơ hội thực sự trong việc chạy đua để cải thiện vị trí và địa vị của mình. Hôm nay, ngày thổ khí đang vượng thì ngày này có thể ảnh hưởng khá nhiều đến vấn đề sức khỏe. Công việc thì bận rộn, ăn uống thì có thể thiếu chất khiến cho cơ thể ít nhiều bị suy nhược và yếu hơn những người bình thường. Vì vậy mà bạn cũng nên tăng cường trong các bữa ăn của mình, chú ý bổ sung dưỡng chất, tăng cường vitamin để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, nếu có thể, bạn hãy tới gặp các chuyên gia về sức khỏe, nhờ họ tư vấn để có được phác đồ chi tiết nhất, phù hợp nhất với mình. Về tử vi tuổi Giáp Thìn Mệnh Hỏa, bạn nên thận trọng với các dấu hiệu không tốt liên quan đến sức khỏe. Về tử vi tuổi Bính Thìn Mệnh Thổ, bạn hãy tận dụng tốt nguồn cảm hứng dồi dào của bản thân và hãy lên kế hoạch để sẵn sàng ứng phó linh hoạt với các vấn đề. Về tử vi tuổi Mậu Thìn Mệnh Mộc, người độc thân có nhân duyên khá tốt, hãy mở lòng hơn với mọi người, bạn sẽ tìm được những người phù hợp. Về tử vi tuổi Canh Thìn Mệnh Kim, phương diện tài lộc đang khá khả quan, có cơ hội kiếm tiền bày ra ngay trước mắt. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn Mệnh Thủy, có nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc và không để bản thân bị gò bó bởi những quy chuẩn cũ kỹ. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay người tuổi Thìn nên chọn khung giờ tốt là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Thân và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu vàng cam và màu cà phê. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn.
Ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy hôm nay có chính tài nâng bước, khiến cho tình hình tài chính của người tuổi Tỵ đang có những dấu hiệu được cải thiện tích cực, đặc biệt là với những người làm ngành nghề buôn bán, kinh doanh tự do. Còn với những người làm côn lương, ngày này có thể được nhận những tin về thăng lương hoặc tăng chức. Thậm chí có nhiều người còn được bạn bè giới thiệu cho những công việc làm thêm tay trái ngoài giờ để gia tăng thu nhập. Bên cạnh đó, trong công việc ngày đầu tuần, người tuổi Tỵ có thể gặp được quý nhân và được mọi người hỗ trợ tiếp cận với các cơ hội rất tốt. Cấp trên thì tin tưởng giao trọng trách mới cho bạn. Mặc dù sẽ khá vất vả, nhưng bạn hãy xem đây là những tin tốt lành khi bạn có thể chứng minh được năng lực và có khả năng cải thiện vị trí của mình. Luật giải tử vi cho thấy hôm nay gia đạo của người tuổi Tỵ sẽ gặp đôi chút muộn phiền vì trong ngày ngũ hành sinh xuất. Có lẽ điều mà bạn muốn là có được sự tôn trọng và sự lắng nghe của mọi người thân trong gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng điều đó, nhất là khi trong ngày đang có tương hại rình rập. Mỗi người thì đều có một cuộc sống và bạn cũng cần phải biết tôn trọng sự riêng tư của họ, thay vì lấy danh nghĩa người nhà mà lại gây tác động tới họ. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, người làm công lương có cơ hội để được tăng lương, tăng thưởng hoặc tăng thêm thu nhập bằng những công việc tay trái. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, bạn hãy chủ động tìm những đối tác đáng tin cậy, giúp đôi bên hợp tác cùng phát triển. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, nên cố gắng duy trì sức khỏe bằng một chế độ ăn uống phù hợp và lành mạnh, tránh các món chiên rán quá nhiều dầu mỡ. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, nỗ lực của bạn được đánh giá đúng mức và có thể được cấp trên trao cho những cơ hội mới. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, hãy kiểm soát cảm xúc, đừng để bản thân làm những chuyện khiến đối phương tổn thương. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là trung bình và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Tỵ nên chọn khung giờ tốt là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Mùi và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu tím. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 5 cho thấy hôm nay vận khí tự hình làm chủ, khiến người tuổi Ngọ không biết phải làm sao để kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân và điều chỉnh nó cho đúng lúc, cho đúng chỗ. Chính vì vậy, dù bạn nhiệt tình với công việc, nhưng đôi khi tính cách thẳng thắn lại không có lợi cho các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tuổi Ngọ cũng đang rất quyết tâm, nhưng đôi khi lại cứ cứng nhắc, mãi tin vào bản thân mình. Bạn có phần bảo thủ so với mọi người xung quanh, cho nên ngày này bạn khó đạt được những kết quả như ý trong công việc. Chính vì thế, bạn cần có một ai đó để thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của bạn trong ngày, nếu không thì mọi việc cũng chẳng được vẹn toàn. Luật giải tử vi cho thấy ngày ngũ hành tiêu hao, ngày này ảnh hưởng phần nào đến chuyện tình cảm đôi lứa. Đường tình duyên của mệnh chủ tuổi Ngọ có nhiều khả năng xuất hiện kẻ thứ ba phá bính, gây ra những sự rạn nứt. Điều này trở thành thử thách tình yêu khá lớn trong thời gian sắp tới nếu bạn không thực sự nghiêm túc với nó. Vì thế, mọi chuyện thì cũng nên bắt đầu bằng thiện chí thay vì sự nghi ngờ hay châm chọc đối phương. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, sự chủ động và tích cực thì vô cùng cần thiết khi bạn đứng trước khó khăn và chưa tìm ra được những hướng tháo gỡ. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, bạn hãy lắng nghe những lời góp ý từ bạn bè để có được cái nhìn đa chiều hơn. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, bạn cần một ai đó giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề trong ngày để mọi việc được vẹn toàn hơn. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, nhiều vấn đề trở ngại
khiến bạn cảm thấy hoang mang khi mà phải đối mặt với rắc rối đang ập đến. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, mối quan hệ chưa có tiến triển, người độc thân hãy bật đèn xanh cho đối tượng đang theo đuổi mình. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm cũng là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Tuất và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 5 và số 6 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 5 cho thấy về phương diện tài lộc thì trong ngày nhờ có chính ấn ở bên nên người tuổi Mùi làm buôn bán, làm kinh doanh sẽ có cơ hội để mở rộng thêm quy mô, tăng thêm số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra. Người buôn bán, buôn may bán đất gặp được những đối tác, những khách hàng đáng tin cậy giúp thu nhập trong ngày tăng lên trông thấy. Bên cạnh đó, quý nhân lục hợp xuất hiện thì có thể gợi ý cho người tuổi Mùi thêm nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo để giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình nhanh hơn. Dựa vào chính năng lực của bản thân để giúp bạn sẵn sàng chiến đấu, bạn hãy chuẩn bị tốt tinh thần để đón chờ những ngày tăng lương, tăng thưởng hoặc tăng chức trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, luận giải tử vi cho thấy ngày ngũ hành thổ vượng nên đôi khi bạn cảm thấy bức bối, khó chịu. Điều này rất dễ khiến bạn cảm thấy đau đầu, nhức mỏi. Nếu như có việc ra ngoài, bạn cũng nên hết sức cẩn thận khi tham gia lưu thông, kẻo rất dễ gặp phải những điều bất trắc. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh kim, vận trình tài lộc đang tiến triển khá tốt. Hãy tận dụng những cơ hội sẵn có để đem lại những lợi nhuận cho bản thân. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh thủy, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tham công tiếc việc quá mức mà lại có hại cho sức khỏe. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa, chuyện tình cảm đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Hai người ngày càng thấu hiểu và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh thổ, có thể đạt được những đích đến mà bạn đã đặt ra, khiến cho công sức trước nay của bạn không hề uổng phí. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh mộc, nguồn thu trong ngày đang ổn định và có thể giúp bạn chi trả các khoản chi phí phát sinh. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Hợi và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 6 và số 2 và màu sắc cát tường là màu đen và màu bạc. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Lần giải tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 5 cho thấy hôm nay người tuổi Thân đón ngày đầu tuần với vận trình tươi sáng dưới sự tác động của chính quan. Tuổi Thân luôn cảm thấy dồi dào sinh lực, hừng hực khí thế để giải quyết các vấn đề đang còn tồn đọng trong công việc. Tuổi Thân có thể đạt được những thành quả vượt ngoài cả sức mong đợi. Chỉ cần bạn giữ vững ý chí và luôn phấn đấu không ngừng thì chắc chắn bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Ngoài ra, ngày này người tuổi Thân có thể gặp được nhiều điều may mắn ở chuyện tiền bạc, đặc biệt là những người theo nghiệp buôn bán, người kinh doanh. Nguồn thu mang về tay không hề nhỏ, đủ để cho bạn chi tiêu và làm những điều mình yêu thích. Song bạn cũng nên chi tiêu có kế hoạch, không nên tiêu xài hoang phí vì những mong muốn phù phiếm nhất thời của bản thân. Luận giải tử vi cho thấy trong ngày ngũ hành tương sinh, ngày này giúp người tuổi Thân có được những tin vui bất ngờ ở phương diện tình cảm. Tinh thần sảng khoái giúp bạn
tạo được sự gần gũi, thân thiện cũng như cải thiện được mối quan hệ với người ấy. Đặc biệt với những người độc thân thì khả năng hôm nay bạn sẽ gặp được những người khiến cho trái tim của bạn rung động. Nếu cơ hội đang đến với mình, bạn cũng nên mạnh dạn nắm bắt lấy nó thay vì đứng xa xa và chỉ nhìn ngắm. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, vận trình tài lộc đang khá tốt. Nhờ công việc trôi chảy nên các khoản thu về tay cũng rất khả quan. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, gặp những niềm vui trong chuyện tình cảm. Bằng sức hút của riêng mình, bạn có không ít những vệ tinh vây quanh. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, sự nghiệp suôn sẻ, việc hợp tác làm ăn diễn ra cũng thuận lợi. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, chuyện làm ăn đang phát triển khá tốt. Người làm cô lương có thêm những nguồn thu nhập mới. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, việc buôn bán kinh doanh cũng có lời có lãi, nhờ vậy mà bạn cũng bỏ túi không ít lợi nhuận. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Thân nên chọn khung giờ tốt là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Tuất và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 7 và số 6 và màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Luận giải tử vi phương Đông cho thấy tuổi Dậu hôm nay chịu không ít áp lực do vấp phải cục diện tương phá. Công việc thì có nhiều vấn đề nảy sinh, gặp khó khăn và có thể gặp rắc rối bất ngờ. Nguyên nhân là do mệnh chủ suy nghĩ tùy tiện, hành động sốc nổi và chưa có trách nhiệm với những công việc của mình nên khó tránh khỏi những sai lầm và có thể bị cấp trên khiển trách. Có thể nói, người tuổi Dậu hôm nay đón ngày đầu tuần thăng trầm với điểm báo không hay ở phương diện tiền bạc. Bạn rất dễ để xảy ra việc mất của hoặc có thể là có những tranh chấp cãi cọ về quyền lợi với nhau. Bởi vậy ngày này dù áp lực đến mấy thì bạn vẫn nên tập trung cao độ vào công việc để tránh những sai sót không đáng có. Điểm sáng duy nhất trong ngày của người tuổi Dậu đó chính là chuyện tình cảm. Nhờ có ngũ hành tương sinh nên các mối quan hệ thì cũng đang rất thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ đón nhận những tin vui. Duyên phận đưa hai người đến với nhau chẳng dễ dàng gì mới gặp gỡ nên duyên đôi lứa. Vì thế bạn hãy luôn biết trân trọng, biết nâng niu từng phút giây ở bên người ấy. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, người làm kinh doanh chớ nên nghĩ đến việc thu lợi bất chính, sẽ rất dễ vướng phải tranh chấp về pháp lý. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, chuyện kinh doanh gặp phải trục trặc khiến bạn không kịp xử lý nên càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, chỉ cần một bước đi sai lầm thì bạn có thể phải gánh chịu những hậu quả khó lường. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, chuyện tiền bạc không có nhiều tiến triển, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn nhận được những trái ngọt. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, chuyện tình cảm êm ả, mối quan hệ đôi lứa thì ngày càng bền vững vì biết chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Tuất và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 2 và số 6 và màu sắc cát tường là màu xám và màu bạc. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Luận giải tử vi cho thấy đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày đầu tuần đang diễn ra ổn định nhờ có tam hợp trợ lực.
khoảng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ vừa qua thì cuối cùng bạn đã được ghi nhận và trả công bằng những cơ hội thăng quan tiến chức. Tuổi Tuất bắt đầu nghĩ tới việc mở rộng quy mô làm ăn, nhưng bạn cũng nên tham khảo ý kiến của những người đi trước để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Hôm nay, các mối quan hệ xã hội của tuổi Tuất cũng đang khá tốt và rất dễ có được nhiều người yêu thích cũng như có người đứng ra giúp đỡ. Còn có nhiều khả năng người tuổi Tuất sẽ nhận được những lời mời hợp tác và những món quà khá bất ngờ khiến cho tâm trạng của bạn hưng phấn và thích thú. Tuy nhiên, dù vui vẻ nhưng bạn cũng đừng quên tập trung hoàn thành những công việc của mình sao cho tốt nhất. Luận giải tử vi cho thấy ngày ngũ hành thổ vượng thì ngày này có lời nhắc nhở mệnh chủ tuổi Tuất cũng nên đề phòng các bệnh liên quan tới đường hô hấp vì ngũ hành tương khắc. Nếu vì lý do công việc phải đi ra ngoài, bạn cũng cần phải hết sức cẩn thận, chú ý khi tham gia lưu thông và cũng nên chọn những phương tiện lưu thông công cộng. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, người làm công ăn lương có đường tài lộc rực sáng khi mà bạn kiếm thêm được thu nhập bằng những công việc tay trái. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, hãy duy trì thói quen tập thể dục thể thao thường xuyên và có chế độ ăn uống sinh hoạt thật khoa học. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, có thể mở rộng quy mô làm ăn nhưng cần tham khảo ý kiến của những người đi trước. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, tài chính đang khởi sắc, người làm tự do có thể kiếm thêm thu nhập. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, đón nhận những tin vui về tài lộc, chuyện làm ăn phát đạt giúp an ủi phần nào vì tiền bạc đã dư giả hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Dần và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu vàng cam. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mùng 6 tháng 5 cho thấy hôm nay đón chào ngày đầu tuần có tuyệt vận xuất hiện, dự báo về một số bất ổn liên quan tới tiền bạc mà người tuổi Hợi có thể chưa đủ tỉnh táo để nhận ra. Vì vậy, bạn chớ nên có bao nhiêu tiền lại tiêu bấy nhiêu. Bạn hãy đảm bảo các kế hoạch chi tiêu được thực hiện đúng như dự tính ban đầu. Nếu như bạn không xử lý sớm thì sẽ có thể xuất hiện những rắc rối mà bạn không đủ khả năng để cáng đáng về sau. Hôm nay, bạn hãy vững tin vào chính bản thân mình, hãy bình tĩnh đối diện với thử thách. Trong công việc, trong cuộc sống, bạn nên giảm tải áp lực mà mình tự đặt ra cho bản thân mình. Bạn đừng cố làm việc quá sức ngày này qua ngày khác, mà thay vào đó hãy dành thêm thời gian cho gia đình, hãy quan tâm bản thân và hãy quan tâm tới các khía cạnh khác trong cuộc sống của mình. Đường tình duyên của người tuổi Hợi ngày hôm nay thì cũng đang có khá nhiều chuyển biến. Trong ngày ngũ hành thổ khắc thủy có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi không ngừng giữa bạn và người ấy. Do đó, mệnh chủ tuổi Hợi cũng nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, tránh gây bất hòa, kẻo lại khó nhìn mặt nhau trong tương lai vì những lời nói quá đáng trong những lúc cãi cọ gây ra. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, có thể đối mặt với những tin đồn sai sự thật khiến cho các mối quan hệ đôi lứa đối mặt với không ít sóng gió. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, nếu muốn dựa vào người khác để lên kế hoạch cho công việc của mình thì đây thực sự là một sai lầm với bạn. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, nếu bạn cứ mãi khăng khăng cho mình là đúng mà lại không chịu thay đổi thì sẽ chẳng thể làm nên thành tựu lớn. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, nên dành thêm thời gian để luyện tập, để nghỉ ngơi hợp lý, đừng để guồng quay công việc kéo bạn đi quá xa. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, người làm ăn kinh doanh chưa tìm được những đối tác đáng tin cậy để đôi bên hợp tác cùng phát triển. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Dần
và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 1 và số 6 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày mùng 6 tháng 5 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.